Xin chào quý vị. Sau đây là những tiết mục cho bản tin vắng sắp đến. Các học sinh có thể tham gia trong cuộc thi Vác họa một lớp học mơ ước của United We Learn. Ngày 15 tới tháng 3 là hạn cuối để nạp các tác phẩm dự thi. Phụ huynh và học sinh được khuyến khích nạp các đề cử để nhận diện những cá nhân mà đã đóng góp cho sự thành công về giáo khoa của các học sinh với nhu cầu đặc biệt. Các buổi hội thảo phục hồi công lý sẽ được tổ chức vào ngày 5 tây tháng 2 và ngày 2 tây tháng 4. Tham gia với chúng tôi trong các buổi đàm thoại cộng đồng MCPS để bàn luận tương lai của các chương trình trung học cấp 3. Cuộc thi thường niên chọn kính trọng Montgomery năm thứ 10 hiện đang nhận các phim video PSA. Cuộc thi này khuyến khích các học sinh tạo một phim video để giúp thanh thiếu niên nhận thức về sự lạm dụng khi đi chơi hẹn hò với bạn và bạo lực trong gia đình